Vâng, đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2020, có đăng ký và lăn bánh lần đầu 2021. Mang phiên bản số tự động, khối động cơ của em nó là 1.5 máy xăng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A64861. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe bản G số tự động, một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe túi khí cũng như ABS, chống trơn, chống trượt, trượt và chống bó cứng các bác nhá. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các bác này. Đấy, sơn si của nó màu đen. Vâng, một mẫu xe phải nói là zin toàn tập luôn các bác nhá. Đấy, bao test hãng các kiểu cho quý vị và các bạn. Hệ thống nội thất của xe, nội thất thì rất là tươi các bác nhá. Đấy, màn hình đầy đủ. Vâng, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios bản G, một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, bao zin toàn tập cho quý vị và các bạn, keo chỉ zin, máy số zin, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, một chủ từ mới luôn. Đấy, giá thì bên em đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Đấy, hơn 500 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, sản xuất 2020 các bác nhá. 2021 nó mới xuống đường. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này alo cho em. Đấy, tất cả bao zin, đấy, bao zin cả xe cho quý vị và các bạn. Bao zin, bao test hãng các kiểu cho các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Vâng, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, lốp dép này. Đấy, lốp dép vẫn còn tan lông các bác nhá, vẫn còn tan lông. Đấy, con này mới chạy được có mấy vạn thôi. Đấy, mới chạy được có 3-4 vạn gì đó các bác nhá. Đấy, sơn si thì màu đen tay lắm, mở cửa ốp inox mạ chrome. Đấy, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, con này vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Đấy, trang bị đèn bi siêu sáng các bác này. Đấy, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe. Đấy, không độ các bác nhá, không độ chì các bác này. Đấy, form dáng này rất là đẹp luôn các bác nhá. Form dáng rất là đẹp luôn. Đấy, đèn đóm này nguyên bản theo xe. Đấy, đèn đóm nguyên bản theo xe các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, ấy cứ nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2020 các bác nhá. Đăng ký và lăn bánh lần đầu 2021. Đấy, xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đây là một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, giá tiền thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 525 triệu đồng. Đấy, 525 triệu đồng các bác nhá. Đấy, xăng ăn 6 này, 6 lít với 7 lít trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, 6 7 lít trên 100 cây số thôi. Đấy, mà chở được 5 người, bao zin toàn tập cho quý vị và các bạn. Nội thất thì rất là đẹp các bác nhá, nội thất rất đẹp luôn. Đấy, hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, âm thanh thì rất là hay luôn, bệ bậc lên xuống thì đã được ốp inox mạ chrome rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Lốp dép này các bạn này, hệ thống lốp dép này. Đấy, lốp dép thì vẫn còn tan lông các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống cua lốp này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Bộ đồng sơn zin của em nó thì còn khá là nhiều các bác nhá. Phần hệ thống táp ly cánh cửa này, táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xòe các bác nhá, điều hòa auto. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, 525 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ. Vâng, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, cũng như có cả vận chuyển cho các bác nhá, vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc luôn.
Rồi, đây các bác xem này, hệ thống thông số kỹ thuật này. Đó, thông số kỹ thuật nhá. Đấy, sản xuất 2020, 2021 nó mới xuống được. Đấy, ốc ác zin luôn các bác, bao zin toàn tập cho các bác. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Phần hệ thống bô lăng của xe. Đấy, bô lăng thì bàn phím tích hợp này. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng có nhá, ga tự động luôn. Để lỗ start top này. Đó, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, sờ cái lỗ ngay. Một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, cam hành trình này. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, em này thì bác chủ cước trước thì bác đã độ luôn lên trần 3D chống nóng các bác nhá. Trần 3D, 5D chống nóng các bác này. Đấy, mua cái là bác ấy độ luôn lên trần 3D chống nóng luôn. Đấy, cam hành trình này. Đấy, màn hình cam trình, cam hành trình, cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn, lét như là soli các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, trang bị rất là nhiều túi khí các bác nhá. À, một này. Đấy, hai này. Đây nữa ba các bác này. Đấy. Bốn này. Đấy. Bốn túi khí các bác nhá. 5 này. 6 túi khí này. Rất là nhiều các bác nhá. Đấy, 6 túi khí an toàn. Đấy, một mẫu xe bản G, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Toyota. Vâng, là một trong những mẫu xe quốc dân. Mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, điều hòa auto các bác này, điều hòa auto này. Đấy, quả số này, phanh tay này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất những năm 2020. Đấy, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2021 các bác nhá. Bao zin cả xe luôn. Đấy, con này nó là máy trắng này, máy mới máy trắng các bác nhá. Đấy, bao zin cả xe, bao tiết hãm các kiểu luôn. Đấy, ốc áp thì vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác này. Đấy, ốc áp vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhá. Máy số zin. Vâng, máy số zin theo chỉ zin luôn các bác nhá. Đấy, máy số zin theo chỉ zin cả xe. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình chủ công. Đấy, tất cả cái đinh tán càng chặt này nguyên đai nguyên vẹn các bác nhé. Đấy, zin nguyên bản luôn, xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này nhấc máy lên alo cho em đi, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, để được trải nghiệm tất cả những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập đến cửa hàng các bác nhé. Đấy, máy zin có nhà máy số zin này, ốc áp vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Đấy, chưa hề động đến một chút cà lê mỏ lết nào. Bốn máy động cơ 1.5, mức tiêu hao nguyên liệu ăn đồng khoảng 67 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé. 67 lít xăng trên 100 cây số chở được 5 người. Dòng này thì rất là tiết kiệm. Vâng, và là thương hiệu của Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không hay ổng vặt luôn. Đấy, cam kết các bác là zin cả xe các bác nhá. Ốc ác thì chưa hề động đến cả lên một lết luôn. Đấy, phần keo chỉ của xe, đấy, nguyên đai nguyên kiện. Các lỗ thì tròn, không hề có một chút móc méo nào các bác nhá. Không hề có một chút móc méo nào luôn. Đấy, bao test hãng các kiểu cho các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, giá tiền thì bên Đoàn Nghị đang chào bán giá là 525 triệu đồng. Đấy, 525 triệu đồng bao gồm phí hồ sơ. Đấy, cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin luôn, zin từ mặt trong dàn cò các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2020, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2021.
mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ của nó là 1.5. vâng, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, bên em đang chào bán với giá là 525 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe lướt này, alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.